Một bé trai 2 tuổi rưỡi ở Nam Định trong lúc chơi đùa đã bị chiếc kéo to cắm vào ống tai. Bệnh nhi được gia đình đưa vào bệnh viện Nam Định ngày 19 tháng 6 rồi chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện tai mũi họng. Các bác sĩ cho biết chiếc kéo trên tai bé vẫn được gia đình và bác sĩ giữ nguyên suốt quãng đường chuyển viện. Cháu bé quấy khóc, đau, có rỉ máu ở tai. Đây là chiếc kéo to bằng sắt cũ mà gia đình vẫn dùng để cắt đồ đạc. Và hôm qua, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện tai mũi họng Trung ương đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi tai cháu bé, và phóng viên của bệnh viện tối qua đã có mặt để ghi nhận về tình hình sức khỏe hiện nay của cháu. Trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo tiểu học là ở cái lứa tuổi rất là hiếu động và nghịch ngợm. Chúng thường hay thích khám phá và nghĩ ra nhiều những cái trò chơi mà người lớn không thể ngờ tới được. Nhiều khi những cái vật dụng hàng ngày tưởng như rất là bình thường và vô hại nhưng lại ẩn chứa rất là nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Mới đây thì bệnh viện tai mũi họng đã tiếp nhận một trường hợp bé trai 2 tuổi rưỡi ở Nam Định do nghịch ngợm và đã bị một chiếc kéo đâm vào tai. Vậy thì tình hình sức khỏe của cháu bé hiện nay ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng gặp bác sĩ để chúng ta tìm hiểu về tình trạng của bé hiện nay ạ. Chào bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, tình hình của cháu bé hiện nay thế nào rồi ạ? Thì cháu này sau 2 ngày nhập viện thì đến giờ thì tình trạng của cháu cũng là tương đối tốt. Nó ăn uống được bình thường, chơi ngoan, không quấy khóc, và cái thăm khám tại chỗ vết thương thì cũng đã bắt đầu liền sẹo rồi. Cháu nhập viện trong tình trạng là hôm đấy là mẹ cháu là phát hiện tiếng thịt do cháu khóc, và khi mà ra ngoài thì nhìn thấy là một cái kéo nó cắm trong tai của cháu. Thế xong sau đó thì qua các tuyến cơ sở, tuyến huyện, tuyến tỉnh và chuyển lên đây, thì trong tình trạng là cháu vẫn chơi, vẫn không nó không quấy khóc gì cả, và có một cái kéo, nó kéo có 2 cành và nó đâm thẳng vào ống tai, nhưng nó không có tình trạng chảy máu và cháu vẫn chơi ngoan bình thường. Thì cái hiện tượng mà không chảy máu ấy là có nguy hiểm gì không ạ? Thực ra đối với những cái tổn thương này, nếu mà chảy máu nhiều, nó chỉ có một cái tổn thương nguy hiểm nhất là tổn thương vào động mạch cảnh trong, khi nó xuyên qua ống tai vào tai trong thì nguy hiểm, chứ còn ở những cái vùng tai ngoài thì không có nhiều mạch máu. Nên là đối với những cái này thì biến chứng nguy hiểm của nó là, một là nó tổn thương vào phần tay giữa gây tổn thương xương con, hai là vào tổn thương tai trong gây rò rỉ cáu tủy, hoặc là tổn thương vào động mạch cảnh trong, thì những đấy là biến chứng nguy hiểm. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào về gia đình các bệnh nhân khi mà có cháu bé gặp những cái tình trạng tương tự như thế này ạ? Thực ra đây là một những là gọi là một những trong những ca bệnh hiếm ở trong trong của tai mũi họng và trong những chấn thương nói chung. Những cái chấn thương của tai mũi họng mà hay gặp đối với trẻ con thì thường là chấn thương ở họng miệng. Các trẻ con mà hay cầm đũa hoặc cầm que tre thì nó ngậm, và khi mà ngã nó bị chấn thương rách màn hầu. Đối với những chấn thương tai thì thường hay gặp là do lấy tăm bông ngoáy tai, các thứ thì nó dễ bị. Thế thì khuyên là các cái gia đình và khi có trẻ em nhỏ thì hạn chế những việc mà cho trẻ tự cầm bông ngoáy tai, hoặc là chơi những cái vật nhọn sắc